mối quan hệ nghiệp chướng là mối quan hệ giữa hai cá nhân bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm từ tiền kiếp và có các kiểu nghiệp báo chưa được giải quyết trong những mối quan hệ này có một cảm giác hấp dẫn mãnh liệt nhưng chúng cũng có thể đi kèm với những thách thức các kiểu xung đột hoặc mất cân bằng lặp đi lặp lại các hành động và lựa chọn từ kiếp trước có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh và các mối quan hệ hiện tại của chúng ta một mối quan hệ nghiệp chướng được coi là một cơ hội được phát triển cá nhân và tiến hóa tâm linh chúng ta bị lôi cuốn vào những mối quan hệ này để học những bài học quý giá giải quyết những vấn đề trong quá khứ và cuối cùng là giải thoát những món nợ nghiệp chướng các mối quan hệ nghiệp chướng có thể rất mãnh liệt đầy những thăng trầm và thường gây ra những phản ứng cảm xúc sâu sắc. Chúng có xu hướng được đặc trưng bởi phản ứng hóa học mạnh mẽ, cảm giác quen thuộc và cảm giác còn gian dở. Những mối quan hệ này có thể liên quan đến các chủ đề như là sự phản bội, bị bỏ rơi hoặc tình yêu không được đáp lại, bắt nguồn từ những vấn đề chưa được giải quyết trong kiếp trước mục đích của một mối quan hệ nghiệp chướng đó là cung cấp cơ hội để chữa lành và phát triển thông qua việc đối mặt và giải quyết những thách thức này các cá nhân có thể vượt qua những khuôn mẫu cũ giải phóng nghiệp chướng và tiến bộ trên con đường tâm linh của họ điều này liên quan đến việc học cách tha thứ thiết lập ranh giới lành mạnh hoặc thực hành tình yêu bản thân mình một khi các bài học nghiệp chướng đã được học và phát triển cần thiết đã xảy ra, mối quan hệ có thể tự nhiên kết thúc hoặc phát triển thành một động lực lành mạnh hơn. Khi điều hướng một mối quan hệ nghiệp chướng, điều quan trọng là phải duy trì sự tự nhận thức, thực hành chăm sóc bản thân và ưu tiên sự phát triển cá nhân. Rất hữu ích khi chúng ta tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà trị liệu những giáo viên tâm linh hoặc những người chữa lành những người có thể cung cấp hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chữa bệnh làm thế nào để nhận ra một mối quan hệ nghiệp chướng nhận ra một mối quan hệ nghiệp chướng có thể là một quá trình phức tạp nhưng có một số dấu hiệu chính cần chú ý thứ nhất những mối quan hệ này thường bắt đầu bằng một sự kết nối tức thời và rất mãnh liệt một sức hút mạnh mẽ và từ tính khó có thể bỏ qua tuy nhiên khi mối quan hệ tiến triển bạn có thể bắt đầu nhận thấy những khuôn mẫu và hành vi không lành mạnh phá vỡ sự hài hòa của một mối quan hệ lành mạnh những khuôn mẫu này có thể bao gồm sự kịch tính liên tục động lực hỗn loạn hoặc thao túng cảm xúc một dấu hiệu phổ biến khác của mối quan hệ nghiệp chướng đó là sự hiền diện của những cảm xúc mãnh liệt mặc dù niềm đam mê và sự kết nối sâu sắc vốn dĩ không phải là tiêu cực nhưng trong mối quan hệ nhân quả đôi khi chúng có thể đi kèm với những cảm xúc tiêu cực như là sợ bị bỏ rơi hoặc khơi dậy nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của bạn các mối quan hệ nghiệp quả thường liên quan đến nghiệp chướng chưa được giải quyết và các chu kỳ lặp đi lặp lại bạn có thể thấy mình gặp phải những thách thức hoặc kiểu hành vi tương tự mà bạn đã trải qua trong các mối quan hệ trước đây những hành vi lặp đi lặp lại này có thể đóng vai trò là cơ hội để trưởng thành và học hỏi vì chúng mang đến cơ hội thoát khỏi nghiệp tiêu cực và chữa lành các vấn đề chưa được giải quyết điều quan trọng cần lưu ý là nhận ra mối quan hệ nghiệp chướng đòi hỏi khả năng tự nhận thức nếu bạn thấy mình thường xuyên trải qua những cảm xúc tiêu cực cảm thấy bị mắc kẹt trong một vòng kịch tính và không thể thiết lập sự tôn trọng lẫn nhau đó có thể là dấu hiệu của một động lực không lành mạnh hoặc là độc hại mặc dù những mối quan hệ này có thể mang đến cơ hội phát triển và trưởng thành cá nhân nhưng điều quan trọng là bạn phải ưu tiên sức khỏe của mình và tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhà trị liệu về mối quan hệ này khi cần hãy nhớ rằng mục tiêu là tạo ra các mối quan hệ cân bằng và lành mạnh để nuôi dưỡng tâm hồn bạn và góp phần vào hạnh phúc chung của bạn các mối quan hệ nghiệp chướng có tầm quan trọng đáng kể khi học những bài học quý giá và thúc đẩy sự phát triển cá nhân những mối quan hệ này được cho là vũ trụ sắp đặt để mang đến cho các cá nhân cơ hội giải quyết các vấn đề nghiệp chướng trong quá khứ và tiến hóa về mặt tâm linh hiểu và nắm bắt những bài học ẩn chứa trong những mối quan hệ này có thể dẫn đến sự chuyển đổi sâu sắc và mở đường cho những mối quan hệ lành mạnh hơn trong tương lai một trong những khía cạnh quan trọng của các mối quan hệ nghiệp quả đó là sự lặp đi lặp lại các khuôn mẫu và thách thức những mô hình này thường bắt nguồn từ các vấn đề chưa được giải quyết từ kiếp trước bằng cách nhận ra và giải quyết những khuôn mẫu này các cá nhân có cơ hội thoát khỏi những chu kỳ tiêu cực và vượt qua những hành vi cũ không còn phù hợp với họ nữa trong một mối quan hệ nghiệp chướng cường độ của cảm xúc và trải nghiệm có thể vừa choáng ngợp vừa mang tính khai sáng những cảm xúc mãnh liệt này đóng vai trò là chất xúc tác để từ phản ánh thúc đẩy các cá nhân khám phá nội tâm của họ đối mặt với nỗi sợ hãi sâu xa và chữa lành vết thương tình cảm. Thông qua quá trình này sự phát triển cá nhân và sự tự nhận thức được nuôi dưỡng cho phép các cá nhân phát triển trên hành trình tâm linh của họ học các bài học trong một mối quan hệ nghiệp chướng cũng liên quan đến việc nuôi dưỡng tình yêu bản thân mình và thiết lập các ranh giới lành mạnh những mối quan hệ này thường nêu bật tầm quan trọng của giá trị bản thân và nhu cầu ưu tiên cho hạnh phúc của bản thân bằng cách nhận ra và tôn trọng ranh giới cá nhân các cá nhân được sức mạnh và sự tự tin để thoát khỏi những động lực không lành mạnh và thiết lập các mối quan hệ lành mạnh hơn trong tương lai các mối quan hệ nghiệp chướng tạo cơ hội cho sự tha thứ và buông bỏ chúng bộc lộ những cảm xúc chưa được giải quyết và những tổn thương trong quá khứ cần được chữa lành thông qua sự tha thứ các cá nhân có thể giải phóng gánh nặng tình cảm mà họ đang mang theo giải phóng bản thân khỏi gánh nặng của quá khứ và tạo không gian cho sự phát triển cá nhân điều quan trọng là tiếp cận các mối quan hệ nghiệp chướng với một tâm hồn cởi mở và sẵn sàng học hỏi tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà trị liệu cố vấn tâm linh họ có thể cung cấp những hướng dẫn và thông tin chi tiết có giá trị trong hành trình biến đổi này